Đấu thứ hai giữa OC và Hunter X. Ở game đấu thứ nhất thì OC đã thất bại với chiến thuật 7 gate. Điều anh ta có giành được chiến thắng map này không? Vì theo tôi thấy thì Acheron West là một map đã có lợi cho một tốt trong map PvZ, vì mỏ ba ở map này rất dễ ăn quen sớm, rất dễ quen sớm. Và này chỉ có hai player vẫn giống như ở Newcastle Persist, cho nên là việc sao nó tương đối là dễ. Hiện tại thì vâng, OC đặt pylon ở trong. Mấy OC có ý đồ gì khi mà đặt pylon ở trong nhà chứ không đặt ở ngoài mỏ 2 như các game thủ Protoss hay sử dụng. Và đó là một gate coin extend. Hiện tại thì Hunter cũng đã đặt spawning pool cho mình ở trong main bay. Ga đã được xây cho OC. À, hiện tại là đã có 15 drone. Vâng, anh đã gửi một drone ra ngoài để anh. Vâng, vẫn là build 14 spawning pool, 15 hatchery. OC vẫn đang để probe khá là đều tay. Tới là anh ấy sẽ xây Cybernetic Core. Tại thì con Overlord của Hunter vẫn còn đang rất là bay. Mới lần tôi nhìn thấy con Overlord đấy đấy. Mỗi lần tôi nhìn thấy con Overlord bay bay thì tôi lại nhớ đến Cabot. Rất là hot đại. Vâng. Vâng, con Overlord bay sang và đã nhìn thấy cái nê sớt của OC được đặt xuống. Khá là muộn. Và nếu và như tôi nghĩ Hunter là một game thủ có kinh nghiệm, anh ấy sẽ có thể đoán ra là OC đã coin expand. Đánh an toàn rồi ăn mỏ thế đấy là thực ra thì Hunter X vẫn follow up theo build Fed Marco của mình, vì hiện tại bây giờ vẫn chưa hề có ga và đang tập trung vào khai thác. Được mob. Vâng, nhà ga đầu tiên cho Hunter X ở mỏ thứ hai. Vâng, Nessus của OC đã xong rồi. Vâng. Một ghét nữa. Ba ghét rồi. Hunter chắc chắn sẽ biết điều đó. Vâng, Hunter đã nhìn thấy điều đó. Và tức là có ga ngay, thêm một ga nữa cho mình. Vâng. Anh ấy nên chuẩn bị up speedling khi có đủ 100 ga. Vì quân của Protoss sẽ sớm đến hỏi thăm rước khi ba cái gate này hoàn thành. Vâng, star gate cũng đã được đặt ra. Đấy, kể đấy là Hunter X đang cố gắng rất là khác với cả trận đấu thứ nhất, anh ta không ăn mỏ thứ ba sớm. Vâng, hiện tại thì Hunter vẫn không biết đến cái star gate này của OC.
Và có vẻ như là OC đã nhìn thấy chú Overlord discount của Hunter X. Vâng. Vâng, còn còn về phía Hunter thì anh ấy không phát hiện ra con probe của OC đang đứng ở Senna Tower này. Con probe này sẽ có nhiệm vụ đặt proxy pylon và để cho Protoss góp quân gây sức ép lên phía Zerg. Nhưng Zerg hiện tại vẫn đang nằm ở trong hai mỏ nên rất khó để Một harass. cái proxy pylon được đặt ở góc 2 giờ cho OC. Và Berserk đang đi scout và thấy không ăn mỏ 3. Chú Overlord này sẽ bị tiêu diệt rồi. Vâng. Nhưng nó có hoàn thành nhiệm vụ của mình hay Không. không? Vâng, vẫn không thấy Stargate. À vâng, con Overlord sẽ thấy. Vâng, thấy luôn cả Phoenix. Vâng, OC chấp nhận để cho nhìn thấy vì OC đang cố gắng tiêu diệt càng nhiều Overlord càng tốt. Và farm của Hunter X đã bị đỏ. Vâng. Bây giờ thì có vẻ như Thế hiện OC tại đang thì Hunter X đã ăn gian cho ăn gian mỏ 3. Mỏ 3 khá là muộn. Này là nâng cấp rất là nhiều thứ cho quân đội Zerg của mình, gồm có giáp, armor, có attack, có speed. nhà ga thứ ba của... Vâng, OC đã tiến hành ăn mỏ 3 thôi các bạn. Khá là sớm. Thực ra thì cũng không phải là quá sớm nhưng là gần như cùng thời điểm của Phonic đấy của của Hunter. Phonic của OC đã bay sang nhà của Hunter và bây giờ đang quáng harass. Tuy nhiên là Vâng, sẽ một mất mất một con. vâng Và đã phát hiện ra discount mỏ 3 khá của là Hunter. nguy hiểm, lại thêm một chú Vâng. nữa sẽ bị bắt. OC anh ta đang bị mid Michael, thêm một Phoenix nữa Vâng, là và một hai đàn phân Tiên tích Linh đặt tràng vào mỏ 3 của OC. Vâng, hai phân tích mà gần như không gây được thiệt hại gì cho rớt cả. làm cho OC phải lập tức cancel. Cái suất này phải cancel vì anh ta không thể bảo vệ được. Vâng, OC thì lại đang cho Master Chief Core bắn vào tảng đá. Trong khi thì Jack Link thì đứng ở trong nhà. Anh ta định bẫy Jack Link sao? Vâng. Vâng, game đấu đã diễn ra đang hết sức là có chiều hướng có lợi cho Hunter X. Anh ta đã deny được mỏ thứ ba của OC. OC cũng quen ăn quên quên mất việc ăn ga ở đây. Thêm một đàn Jack Link nữa tràn vào. Tuy nhiên này. Hiện tại thì với lực lượng giết linh như này thì OC tốt nhất là chỉ có phá cục đá ở đây OC đã mất đến hai và Phoenix phá ở ở đây. mỏ thứ ba của Hunter X. Ở mỏ thứ ba Hunter X, Phoenix đang cố gắng đi scout, tuy nhiên là có vẻ như đã bị chết mất rồi. À không, vẫn chưa chết. Hunter đã có nhà Hydra đen, liệu OC đã phát hiện ra điều ấy chưa? Vâng, OC liên tục bị Vâng, mid OC đã biết ạ. mid Phoenix. Anh ta liên tục bị Vâng. mid Phoenix và một ở bên kia thì một đàn Zerg Linh lại bay vào cắn tảng đá, cắn giúp cho OC. Vâng, lại phải cancel. Vâng, OC chắc chắn lại phải cancel rồi. Vâng, cancel. Vâng, lại cancel. Rồi. Hiện tại là đã 11 phút mà OC vẫn chưa đặt được mỏ 3 cho mình. Anh khá là bi hai rồi. Trong khi đó thì bên kia thì Hunter X đã chắc 3 mỏ và đang nâng cấp 2 cộng Vâng. 2 cho quân đội của mình. Còn và vâng, Spire đã được anh ấy đặt ra. Vâng, tôi đang Đây, tìm. Spy đang ngay phía Nó đang trên nằm ở đâu? À nhà đây. Hydra. Khá là Anh có thể nhỏ. kích vào cái biểu tượng. Tôi biết rồi nhưng mà tôi đang tìm vị Anh có trí thể của kích vào nó cái biểu thôi. tượng ở trên này và sẽ nói ra chỗ đấy. Kích đúp vào. Đó. À Nhanh vâng. quá cả. Chứ quay lại trận đấu thì có thể thấy là Jack Link của Hunter X đang hiệu Vâng. quả và 4 chú Zilot đang bị bắt ở mỏ 3. Vâng, Và bắt. chết luôn. Bây giờ Không thì cả rõ ràng là Hydra và Jack OC đã Link. bị động rồi, quá Vâng. bị động. Hunter sắc Phoenix thì Vâng, chết. Hunter không không Phoenix phát hiện thì ra chết. cái proxy. Nexus thì bị deny 2 lần. Vâng, quá như là thiệt hại về Bây giờ thì quân đội của Zerg đang ở trước mỏ 3 và đang đập đá phá rất nhanh. Vâng. Bây giờ thì OC sẽ làm gì đây? Phiêu làm sao mà chắn được Hydra thôi các bạn. Vâng, chỉ có mỗi là đập ghét thôi. Bây giờ thì Hunter X lại quay lên mỏ 2. Vâng. Hiện tại là Phải không? OC Bây khá giờ là thiệt thòi. Anh ấy mất rất nhiều. Vâng, cái pylon này cũng sẽ mất rồi. Bây giờ thì mỏ 4 của Hunter X đã bắt đầu sắp đi vào hoạt động.
trong khi OC vẫn chưa ăn được đến mỏ thứ ba. Chúng ta có thể thấy là OC có khá nhiều probe nhưng mỏ 3 vẫn chưa hề đi vào hoạt động, nên tôi nghĩ có khoảng 10 probe đang khai thác ở mức độ không 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 gây đột biến về income cho OC, khá là lãng phí. Bởi vì mỏ 3 của anh ấy đã So bị với lực delay lượng khá là quân nhiều của lần. Hunter X thì có vẻ như con đồng đội của OC đã rất là yếu. Còn có Big Five hay không? Vâng, cả và kể Chuẩn cả bị là Big Five upgrade đi rồi. chăng nữa Có thêm cả thì Muta rồi. OC. Vâng. Rất nhiều Zergling và Zergling đã bị tiêu diệt Hydra. Vâng, Void không nhưng phải là dựng đối của Hydra và Muta. Vâng, vâng, tôi nghĩ GG. là Như vậy là 2-0 cho Hunter X. OC đã bị delay mỏ 3 quá nhiều lần. Và việc thứ hai là Bảo th bị anh mít ấy OC đã bị mít. mid micro và chết khá là nhiều Phoenix. Tôi đếm được như là ba 3 con con và không gần như không gây được thiệt hại gì vâng, cho phía Phoenix Hunter đã đắt cả. tiền và tốn ga nữa nhưng lại không thể mang lại hiệu quả gì cả, làm cho rõ ràng là Hunter X expand rất là muộn. Tuy nhiên là anh ta đánh rất an toàn và OC chả Vâng. làm được cái gì cả, thậm chí Zilot chạy vào còn bị Zergling cắn chết. Rõ ràng là OC Đúng hoàn toàn thế, bị động trong trận đấu game thứ hai này. cho tôi nghĩ là cho đến cái thời điểm mà khi mà Hunter mới expand và OC cũng đang mỏ 3 thì tôi đang hai bên khá là ngang ngửa nhau về mặt kinh tế, nhưng việc cái nên suất đấy bị delay đến 3-4 phút liền và ba bốn lần phải cancel thì anh ấy đã Rồi, quá là thiệt quá rồi. thiệt. Và rõ ràng là trận đấu chỉ diễn ra trên nửa bản đồ của OC, không thể Vâng. làm được gì. Ta thì OC cũng có bốn con Bây giờ Zilot chạy vào mỏ 3 nhưng chắc lại là đang trên đường. là khó cho OC rồi, hai game rồi và chỉ một game nữa thôi là Hunter X sẽ nắm chắc vé đi vào trận chung kết. Vâng, thì thực ra là như này, bên bên bảng bên kia, bên nhánh trận bán kết bên kia thì là hai pro tốt. Chắc chắn trong bán kết sẽ có một đại diện là pro tốt. Nên là tôi cũng mong chờ việc có một đại diện là rớt. Và rõ ràng Vâng, tôi đang bị vâng khán tôi giả đang ném bị đá rất khán giả nhiều ném đá rất nhiều ạ. là... chúng ta đã đến với game thứ ba chưa nhỉ? Vâng, mà người ném đá tôi nhiều nhất lại là một đại diện, lại là một player rớt ạ. Vâng, Bơ đã đi sau khi hai game đấu diễn ra thì Bơ đã rất là bức bí và khó chịu, anh ta quyết định đi xả. Và chúng ta chuẩn bị trong ít phút nữa để đến với game đấu thứ ba giữa OC và Hunter X.